Đây là cá cơm chiên bột nha các bạn. Cá cơm chiên bột đó, nó vàng này nè đó. Cái miền Tây mình á, nó có những cái món này nè, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nó có cái món này đó, miền Tây của mình. Cá cơm chiên bột nha đó. Cái coi mình phải chở mình coi cái để vàng rồi nó khét. Cái cơm chiên bột đó. Mình ở đây thấy ông quý chứ đi nhà hàng cho anh coi. Mắt thấy mẹ. Mắt cũng chết. Nó làm nó không có ngon đâu. Thì đi ra biển á. Ừ. Một lần kỳ đi du lịch với mấy chị, trời ơi, đi ra ở nhà mình ăn không đã, đi ra ngoài kia mấy món này ăn. Trời ơi. Giống như đi vùng biển mà ăn cái lô đồng nha. Ừ, đúng rồi. Ở Đà Nẵng đi ra biển ăn đậu bắp luộc. Trời ơi. Rau muống xào, tỏi. Món này ngon nha các bạn. Món này là mình có rau rồi thêm nữa nó mới ngon. Có rau sống. Có rau sống đâu, rau sống dưa leo đâu. Chưa lạc. Không ai coi. Chưa lạc đây, đây rau sống dưa leo đây. Rau sống dưa leo nha. Ăn dưới nước mắm rồi đó. Ăn nước mắm là chua cay á. Cay. Đó. Rồi chén nước mắm làm sẵn luôn đây. Đâu. Quay cho chẳng luôn đi. Đâu đây. Bà bếp này bà chu đáo quá. Đây cái món làm sẵn luôn, cái mắm chua cay nha các bạn. Cái món đó, cái món cá cơm này, cá cơm chiên là nước mắm chua cay này ăn mới ngon nha. Đây cá cơm chiên rồi nha các bạn. Đây. Chiên cũng có 10 phút mới có chín nha các bạn. Thịnh. Ngon biết, ngon mà. Thôi thôi thôi. Thôi thôi là được rồi. Món này là hấp dẫn nha nha. Cái này là ăn với rau với dưa leo, với nước mắm chua cay này là ngon nha các bạn. À, chuẩn bị người ta chiên cái một lần nữa nè, bị cái chảo nhỏ. Cho nó đỡ hao dầu. Chứ cái chảo trà bá rồi chiên một lần là cái dầu đó nó cũng nhiều lắm. Dầu phải nhiều, nhưng cái ngập cái nổi lắm. Bây giờ là cái mình có vớt cái một số mà nó còn sót sót nó ấy không? Không đâu. Để có đây có. Nó đắng. Để không nó đắng. Có, không có bể. Tại mình làm không có lọt ra, không có bể ra. Dạ. Còn cái nào có bể thì mình phải vớt bỏ. Dạ. Đó làm công phu quá. Tụi nó ăn cùng chê nên nó... thì nhiều người mà như mình bán gạo nên một nhà mà nó ba phe là người ăn khô, người ăn dẻo, người ăn cũ, người ăn mới, đâu biết đường mình phải chịu thôi. Gặp bữa đó nó muốn cảm trong mình nó cũng chê nữa. Ăn không ngon chứ không phải là mình nấu dở. Cái này là chiên gầu này nha các bạn đó. Các bạn có cảm nhận được thì cho mình xin một like, một cái đăng ký, một cái subscribe nha. Cái món nhà quê mà đó, cho cái dỗ rau lại giới thiệu lại để người ta biết cái cách ăn. Đây đó, rau màu hồng mình phải sắc lên nha, leo rau sống nè nha, rau sống rau quế nè, quế rồi cá rồi đó. Rồi đó, thôi mình xin tạm dừng ở đây nha các bạn, bấm này em bấm đỏ. Sao? Bấm. Ngay vậy đó mà sao không? Bấm vô. Đó. Đó. Cái chịu rồi nè. Cái chịu mình điều khiển rồi nè. Đó. Thì cái mẻ này, cái mẻ mới nha các bạn. Cái lần thứ hai này nha. Nè cái này lần đầu nãy nè. Đó. Lần đầu nè. Đó. Các bạn coi cảm nhận được đó, thì thích cho mình một xin một cái cho mình xin một cái like, một cái đó. Thôi cảm ơn nha các bạn đó, các bạn có thích thì cho mình một like, một cái đăng ký. Cái này test nữa hả? Test đó. Thôi xin kết thúc nha.
kết thúc nha các bạn, xin kết thúc nha. Cái Zalo của anh là Dương Thịnh gì? Zalo là Vương Thịnh Vương. Thịnh Vương phải không? Ừ. Chị em thấy có mà em biết qua em mới vô các bạn. Rồi xin kết thúc. Rồi xin thử kết thúc. Miếng đi anh Thịnh. Ôi ôi. Chúng ta làm gì được không? Ngon mà, thấy món này thì ngon rồi. Ngon thì ăn ngon hay không coi. Thấy là ngon rồi. Thấy là ngon rồi, gặp chén mắm ớt này nữa là ngon lắm luôn nè. Đó, nào cá nè, quay lại nào cá luôn nè. Thấy không, có cơm nè, tép nè. Cái này cái chảo nè, chảo nè. Cái này tép, xô cá. Tép, cá. Cá, chiên nè. Cái này chiên rồi nè. Đó. Chiên rồi đó. Ôi, kết thúc, kết thúc.